Trong cái video này á thì Lũng muốn trả lời tiếp những câu hỏi về những điều kiện mua nhà ở Mỹ. Vậy là mình bắt buộc mình phải cần FICO, tức là điểm tín dụng, mình bắt buộc phải có nhà băng ở Mỹ, mình bắt buộc phải có công ăn việc làm, phải không anh Đức? Thì câu trả lời câu hỏi đó là không nha. Khi mà Đức nói những cái điều kiện đó là mục đích là mình muốn đi cái chương trình mà tiền lời rẻ nhất. Tiền lời rẻ nhất như hồi trước cái này một năm á, là tiền lời nhiều khi nó chỉ có 2% một năm, 2% tiền lời các bạn phải trả khi mà mượn tiền mua nhà là khoảng 2%. Nhưng bây giờ tiền lời rẻ nhất là nó có thể lên tới 4% rồi, 5%, 6%, thậm chí 7-8%. Thì tùy theo trường hợp. Thì tại sao tiền lời nó có nhiều cái mức như vậy? Thì đó là tùy theo cái yếu tố rủi ro. Khi nhà băng nó thấy mình càng nhiều rủi ro thì tiền lời nó sẽ càng mắc. Và tùy theo cái yếu tố thị trường. Thị trường giờ tiền lời nó lên thì kết quả tiền lời lên. Thì trong cùng một khoảng thời điểm như vậy, những bạn nào mà yếu tố rủi ro cao trong cùng một thời điểm, thì nó chẳng trong cùng một ngày, những bạn nào yếu tố rủi ro cao thì kết quả tiền lời nó sẽ cao. Vì vậy khi mà các bạn hỏi là những điều kiện gì cần có để có được tiền lời rẻ, thì mình đương nhiên nói là phải cần có điểm tín dụng tốt nè, cần có tiền down nhiều nè, cần có income đầy đủ nè. Đó thì đó sẽ làm cho các bạn có tiền lời rẻ. Nhưng cái đó không có nghĩa là mình không có điểm tín dụng mình vẫn mua được nhà, mình không cần ở Mỹ mình vẫn mua được nhà, mình không có income mình vẫn mua được nhà. Đó, nhưng mà cái quan trọng là khi giống những trường hợp đó thì mình có thể cần phải down là 20% hoặc 30% để mình có thể mua một căn nhà ở Mỹ, và tiền lời của nó sẽ cao. Vào cái thời điểm bây giờ là tiền lời của nó có thể là dao động là từ 8 chấm, 9 chấm hoặc 10 chấm nếu mà bạn đi những chương trình không chứng minh income, hoặc là bạn không có ở Mỹ. Do đó có bạn hỏi là tôi đang ở Việt Nam, tôi đi du lịch, hoặc là tôi thậm chí ở Việt Nam tôi chưa bao giờ bước chân qua Mỹ, tôi có mua nhà ở Mỹ được không? Thì luật Mỹ hoàn toàn không cấm người ngoại quốc mua nhà ở Mỹ nha các bạn. Miễn sao các bạn có tiền, sẽ có những lender họ sẽ cho bạn mượn tiền luôn. Có nhiều bạn hiểu sai lầm nhất là bắt buộc mua nhà ở Mỹ, nếu tôi là người nước ngoài tôi phải trả bằng tiền mặt hoàn toàn, thì cái đó hoàn toàn không đúng nha. Các bạn có thể đào 20%, 30% để các bạn có thể sở hữu một căn nhà ở Mỹ mà các bạn chưa bao giờ đến Mỹ. Thì nhân tiện đây mình cũng sẽ trả lời luôn một cái câu hỏi kế theo mà các bạn hay hỏi là như vậy là mình không cần thẻ xanh, không phải công dân Mỹ, mình công dân nước ngoài mình vẫn mua nhà ở Mỹ được. Thì cái cách chuyển tiền như thế nào? Thì đây là cái Minh Đức muốn hay nói với các bạn. Nếu mà các bạn mua một căn nhà ở Mỹ 1 triệu đô mà các bạn chuyển hết 1 triệu đô qua Mỹ, các bạn từ Việt Nam, thì Minh Đức nghĩ là sẽ có nhiều cái cách thức để chuyển. Các bạn có thể liên lạc với Đức sau, nhưng mà Đức có thể nói là có thể chuyển qua những cái đường như là nhà băng chính thống, như Đức biết là MB Bank chẳng hạn, hoặc là một số nhà băng khác. Nhưng mà nó sẽ có những cái điều kiện ràng buộc, hoặc là mình có thể chuyển qua những cái con đường đường vòng. Nhưng khi mà mình chuyển 1 triệu như vậy thì tương đối là khá là nhiều. Thành ra là có nhiều trường hợp, và đặc biệt rất là nhiều người á, theo Đức biết á, là họ là chủ cơ sở thương mại, họ ở Việt Nam, họ có tiền, họ làm ăn mà một năm có thể lời 30-40%, 50% thì đâu có dạy gì mà mang hết tiền qua Mỹ mua nhà. Thì người ta có thể chỉ có down 20% hoặc 30% thôi, người ta mang 200-300 ngàn qua chuyển qua Mỹ rồi người ta mua nhà, phần còn lại mình mượn loan ngay trên đất Mỹ luôn. Đó, thì tiền lời như Đức nói chỉ có 8-9% hoặc 10% thì tính ra vẫn rất là tốt so với lại là mình dồn hết tiền của mình rồi mình chuyển qua bên Mỹ. Thì chuyển qua nó có những cái kênh đầu tư khác nhau, các bạn có thể phải liên lạc với nước sở tại, tức là Việt Nam, để coi cái cách thức chuyển tiền như thế nào là hợp lý và hợp lệ. Trong những trường hợp mà các bạn cảm thấy là không có biết người tư vấn như thế nào thì có thể liên lạc với lại Đức, thì Đức sẽ giới thiệu cho các bạn những cái trường hợp mà có thể chuyển tiền, giúp cho các bạn chuyển tiền mua nhà đầu tư ở Mỹ. Và cái quan trọng nhất là ở Mỹ nó có những cái chương trình đầu tư, chẳng hạn như là EB-5 chẳng hạn. Các bạn có thể mua những cái commercial tạo công ăn việc làm cho công dân Mỹ, thì kết quả các bạn có thể có được thẻ xanh để định cư lâu dài ở Mỹ. Đó là mình đích điều muốn chia sẻ với các bạn, tức là mình mua nhà đầu tư ở Mỹ, những cái cơ sở thương mại chẳng hạn, tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, thì các bạn có thể ở lại nhận được thẻ xanh và trở thành công dân Mỹ các bạn nha. Một cái câu hỏi tiếp là như vậy mua nhà ở Mỹ họ có những cái loại thuế nào, thì bao giờ cũng vậy, khi mình mua nhà thường thường nó sẽ có cái thuế đất, mình phải trả tiền thuế đất và mình trả tiền thuế sang nhượng, sang tay. Đó là hai cái loại thuế chính mà các bạn thường phải trả. Nếu mà các bạn mua ở một số những cái khu
mà có như chung cư đôi khi nó sẽ có những cái tiền không phải thuế mà nó gọi là tiền SOA, tiền của association để maintain, tức là để duy trì hồ bơi hoặc là những cái công viên, những cái gì đó chung của một cái khu tập thể như vậy, khu chung cư hoặc là những cái khu nhà căn hộ cao cấp mà có những cái tiện ích chung các bạn nha. Cái câu hỏi kế theo khá là nhiều bạn hỏi á, như vậy là cái nào mà để đánh giá một cái người loan officer tốt, tại vì khi mình mua nhà mình cần một người loan officer tốt đúng không? Minh Đức đã Minh Đức đã có đề cập đến trong một cái video khác rồi. Thế nên mình chỉ nói tóm lại thôi, cái quan trọng nhất, cái yếu tố quan trọng nhất á là người đó phải minh bạch rõ ràng và người đó vì lợi ích của bạn chứ không phải là vì lợi ích của người ta. Làm sao mình biết được người ta vì lợi ích của ai? Thì thứ nhất, người ta không có đẩy mình đó, người ta không push mình phải làm cái loan này, phải làm loan kia, người ta phải giải thích mình cặn kẽ đó, tiền lời nó quốc như thế nào, cost bao nhiêu, point bao nhiêu, phí bao nhiêu. Và cái điểm quan trọng nhất, tiền lời là luôn luôn nó có cái giá của nó. Trong cùng một, mình đừng có hỏi tiền lời thấp nhất, tại vì nếu các bạn hỏi tiền lời thấp nhất đôi khi á mà các bạn không có nói theo giá các bạn phải, thì kết quả là các bạn có phải trả giá nhiều. Mà các bạn phải như vậy nè: nếu tôi không trả đồng nào cho lender thì tiền lời của tôi là bao nhiêu? Không trả bất cứ một đồng nào cho lender hoặc là không trả bất cứ một cái lệ phí làm loan nào thì tiền lời là bao nhiêu? Đó, mình phải fix cái giá. Còn nếu mình muốn là đi tiền lời thấp hơn, các bạn phải trả lệ phí cao hơn. Các bạn đi tiền lời cao thì không những không phải trả lệ phí nào mà đôi khi mình vẫn có thể lấy lại tiền. Thì cái tiền lời nào là tốt, thấp là tốt hay cao là tốt thì nó phụ thuộc thật sự, lender nó tính hết rồi. Thấp hay tốt hay cao tốt thì nó phụ thuộc vào yếu tố của mình, là mình có giữ cái loan nó bao lâu. Mình giữ loan càng lâu thì maybe mình muốn tiền lời thấp để mỗi tháng mình trả thấp, nhưng mà mình phải trả cái phí đầu tiên nó cao. Còn nếu mình đi tiền lời cao thì mỗi tháng mình trả cao nhưng mà đầu tiên lender nó lại cho mình cái tiền mang về. Đó, các bạn thấy không? Thành ra lúc nào cũng vậy, lender thường nó đã tính hết rồi. Do đó mình phải cần một người loan officer giỏi, phân tích cho mình, uy tín nè, thật thà nè. Và cái quan trọng là ví dụ những người loan officer chẳng hạn như Đức chẳng hạn, thì mình có cái mối làm ăn, mình đại diện cho hơn 100 cái những lender khác nhau và cả hàng ngàn cái program. Thành ra lúc nào Đức cũng kiếm cho được cho mọi người được cái tiền lời rẻ nhất. Đó, thì cái đó là cái mà mình Đức muốn chia sẻ với mọi người, là mình phải kiếm được cái người mà tin tưởng được, minh bạch rõ ràng, đặt quyền lợi của mình lên trên hết, giải thích cho mình cặn kẽ, và họ có nhiều cái program để từ đó họ có thể chọn cho mình cái chương trình là tốt nhất và phù hợp với mình. Những lưu ý thẩm định khi mua nhà thì đây là một cái đề tài rất là dài mà một bạn hỏi. Các bạn có thể học vài tháng chỉ để thẩm định một căn nhà. Nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn cái tiêu chí mình đơn giản nhất là tiêu chí tương tự, tức là cũng một căn nhà tương tự trong cái khu của mình như vậy thì họ sẽ bán bao nhiêu. Nhưng mà các bạn cần phải để ý thêm là bên trong nội thất nó có giống nhau hay không, rồi nó có ngã ba đường đâm vào hay không. Thì không có một căn nhà nào mà nó exact, nó giống y chang một căn nhà nào nha. Và đặc biệt là còn những yếu tố mà những bạn mà thích phong thủy thì nó sẽ có thêm những yếu tố đó. Đó, các bạn thấy là ngay cả hai căn nhà tuy nó tương tự nhau nhưng mà cái bếp mỗi nhà nó đều khác nhau. Cái phần nội thất á, nó khác nhau dữ lắm. Khó mà các bạn kiếm được hai căn nhà exactly mà nội thất giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như ngay cả có thể những cái vị trí bếp lò nó đóng nhau nhưng mà người ta có thể làm những cái loại đá hoặc là mặt đá hoặc là nó cũng khác nhau. Tại những người ta thích tân trang căn nhà ta như thế nào thì kết quả là cái nội thất của mỗi nhà nó sẽ khác nhau như vậy. Đức đã thấy những cái nhà mà có nội thất mà lên tới nội cái dàn bếp không có thể lên tới vài trăm ngàn, đó là tại vì họ xài cái đồ từ bên Đức rất là nặng, rất là tốt chẳng hạn. Đó, thành ra là định giá một căn nhà thì Đức lưu ý là mình sẽ so sánh những căn nhà xung quanh nhà của mình, càng gần càng tốt cái căn nhà mình muốn mua, những căn nhà khác là tương tự diện tích, tương tự căn nhà, và mình coi là trong vòng 1 tuần vừa rồi, 2 tuần vừa rồi, 3 tuần vừa rồi nó bán bao nhiêu, mình cứ tăng lên đến khi nào mình kiếm được căn tương tự, rồi sau đó mình lại điều chỉnh theo giá thị trường, và đồng thời mình điều chỉnh là chung quanh đó hiện giờ có những căn nhà nào đang bán hay không, và họ đã ở trên thị trường bao lâu rồi mà chưa bán được. Thành ra cái đề tài mà định giá căn nhà nó có thể trả lời cho một cái phần khác, nhưng mà tóm lại cái nguyên tắc chung vẫn là kiếm một cái căn tương tự trong cùng cái thời điểm vừa rồi mà bán được cái giá bao nhiêu, và hiện giờ mình coi luôn ngay trên thị trường có những căn nào tương tự vậy không,
và đang được bán với giá bao nhiêu. Một câu hỏi rất là hay là mình có nên tự kiếm agent để mình bán nhà hay không, hay là mình nhờ agent? Thì tại vì khi mình nhờ agent á, nhờ chuyên viên địa ốc bán nhà thì mình phải trả cho ta cái fee. Còn nếu mình tự bán thì sao, rồi mình tự mua thì sao? Thì đây một đề tài rất là hay mà Đức muốn nói là nó không có một cái rule nào hoàn chỉnh cho một người hết đó, mà nó sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của mỗi người. Nếu các bạn biết rành biết rõ rồi thì các bạn có thể tự không cần nhờ ai hết, các bạn có thể tự list căn nhà lên những cái trung tâm bán nhà để cho mọi người cùng biết. Rồi nếu mà biết tự trang trí, tự này kia, các bạn biết tự làm việc hết thì tốt. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình không biết gì hết thì mình nên kiếm một chuyên viên nha. Tại vì họ sẽ giúp mình phổ biến căn nhà của mình cho nhiều người biết. Họ biết cách trình bày, cách trang trí căn nhà như thế nào để mà nó bán được giá cao nhất. Rồi khi mình đi mua cũng vậy, cũng hoàn toàn tương tự. Nếu các bạn đã biết mua như thế nào, biết rõ ràng thì các bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với cái agent bán hoặc là người bán. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình không biết cái gì hết thì mình lại cần agent. Đó, thành ra là những cái người agent, người đại diện của mình sẽ mang cho tới những cái kinh nghiệm mà mình chưa bao giờ biết. Thay vì người ta đã làm 5 năm, 10 năm ta kinh nghiệm, ta biết nhiều cái ngóc cách, nhiều cái hướng đi mà mình không biết gì hết thì mình nên cần phải có agent. Tại agent là cái người đảm bảo quyền lợi của mình, người bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ đi với lại cái cost của nó. Cái đó là cái điều không tránh khỏi. Có rất là nhiều điều thú vị mình rất muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn về lối sống, về văn hóa của Mỹ và những cái kinh nghiệm ở trường học để làm sao mình thành công, những cái kinh nghiệm đi làm sao các bạn có thể trở thành một nhân viên thành công. Các bạn hãy đăng ký với kênh Đức Phạm ở Mỹ để cùng Đức Phạm học nhiều điều hay và mới mẻ các bạn nhé.